Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn phần mềm Aspire. Phần mềm này sẽ mang lại một số tính năng sẽ phần mềm AlphaCam sẽ không làm được. Rồi, đầu tiên là tạo file mới, create a new file. Kích thước của khổ bán ban đầu. Width trên rộng. Để mình cho 1.000 đi. Rộng 1.000, cao 1.000, dày 18 ly, mm tính từ gốc 0, gốc cuối bên tay trái. Ok, rồi đầu tiên mình sẽ giới thiệu về phần về gia công V-Bit. Các chức năng chạy inside outside như giống như AlphaCam thì thấy dễ quá rồi. Giờ chạy V-Bit, ví dụ bây giờ mình làm một cái chữ này, text, ba chữ rồi, chữ là full vehicle. Center. Rồi, cờ lâu. Di chuyển thì mình phải chọn. Lựa chọn. Chọn trang form. Xin lỗi cái này. Và đây là phần gia công luôn ha. Toolbar này. Đây các chức năng profile giống như inside outside. Pocket, view, file. Đây là gia công ID về bit này. Cái phần độ sâu sẽ tự động theo cái chiều rộng của cái chữ. Mình chỉ cần chọn dao thôi. Đây không liên tích ở đây nha. Select dao. Đây mình chọn dao V90 đường kính 32. Góc 90 độ này. Path depth này. Độ sâu tối đa này. Mức dịch ngang này. Tốc độ ra quay này. Tốc độ đi này. Tốc độ đi xuống này. Đặt lên ok. Các chọn calculator. Đó. Chạy một phạm thì nhấn này. Kéo hết này xuống. Đó. Ra chữ khá là đẹp. Bên AlphaCam thì nào cũng được nhưng mà nó cũng rắc rối hơn. Rồi. Đây là dạng chạy chữ V-Bit. Quay lại HD view. Chức năng tiếp theo là chức năng cắt chữ dạng như quảng cáo, netting. Để mình viết chữ ra, sau đó chúng mình chọn netting để xếp chữ gọn lại. Để mình cắt. Chọn vào netting này. Các khoảng gỡ là 6 ly này. Đường kính dao 6 ly. Khoảng gỡ là 1.0, 6 ly cộng 1 nữa. Và thành 7 ly. Bầu đường gác là độ hở vốn xung quanh. Bạc netting option là các chữ có thể quay với góc 30 độ. Mirror bạc là có thể lật chữ lại. Ở đây mình không lựa chọn lật. Allow bạc inside author bạc là lựa chọn chữ này trong chữ kia. Ví dụ như chữ O lớn này thì có thể dấu chấm này bỏ vào trong đó. Đây mình không lựa chọn lật. Review coi. À, xếp gọn lại. Như Along X, Y. Và Along X. Review lại coi.
Ok. Rồi. Với phần cắt chữ thì mình có thể lựa chọn cái phần profile toolbar này. Cái phần cắt ghép này, phần ván mình 18 mình cắt 18.5 thế. Save. Chọn dao MU 6 phát đẹp lần tối đa 18, cái này mình để 19 đi, là cắt một lần 19 đi luôn. Step over là bước dịch ngang, cái này không có sử dụng. Ví dụ mình phay mình lựa chọn chỉnh như này, tốc độ spin đồ 15 ngàn, tốc độ cắt 6 ngàn, tốc độ đi xuống 3 ngàn. Ok, lựa chọn outside này. Phần này mình lựa chọn cắt xuống bao nhiêu lần, nếu mình cắt thì mình chỉnh đầy rồi. Ở đây nó có phần cái này rất hay này, là cái chữ mình sẽ để lại những cầu nối sau khi mình cắt ra, nó vẫn còn, nó vẫn dính vào cái phần phôi còn lại nên nó sẽ không bị rụng ra và nó không bị sai kích thước. Sau đó mình cắt, sau khi cắt xong mình có thể bẻ cái chữ ra và duỗi lại. Enter. Cái này là rãnh len là dài 2 ly này, chiều dày lên là 3 ly. Còn lựa chọn 3D thì nó thành hình tam giác rồi này. Đây mình quét chọn nó từ trước. Đây được tắt. Con trên number, con trên number nó là cầu nối mấy cái trên một chữ. Ở đây mình lựa chọn một cái. Enter. Hoặc là hai cái đó, tùy ý mình thích nối mấy cái mình chọn. Đây mình để hai cái. Ok rồi. Rồi tiếp theo phần RAM, cái phần đi xuống này mình không cần thiết đâu. Rồi cái phần RAM tool toolpath này này, phần đi xuống theo chiều rộng hoặc đi thẳng thì chọn đó, angle góc bao nhiêu độ. Ở đây mình không cần dùng, mình tắt ra đi. Rồi calculator. Ok, đó là hai cái kiểu cắt chữ lại như quảng cáo, nó để lại các cầu nối và các chữ của mình nó sẽ không bị rớt ra, sau khi mình tác động thì nó mới rớt. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu thêm một phần nữa, tạo file mới đi, new file. Được. Vẫn 1018. Ok, ở đây mình sẽ chạy VBIT từ một cái hình ảnh, file hình ảnh. Mình bỏ vector này, bitmap này, code open.
Đây ví dụ mình có hình logo như này. Rồi. Đây vào cái phần này điều chỉnh. Rồi. Rồi. Rồi ở đây phần này mình sẽ có, bây giờ mình phải đi lấy những cái vector trước, tách là tách màu lấy vector vào phần này. Check bitmap này, fit vector to select bitmap. Ở đây mình sẽ lựa chọn thêm màu, đầu tiên mình chọn màu xanh đó, mình độ màu là màu xanh này. Tiếp theo là từ cái màu vàng của mình đó, do cái phần chữ này nó thành hai phần nên mình phải độ vào cả hai này đó. Review. Clip hello. Còn cái hình cũ của mình thì mình xóa đó, bây giờ được cái phần vector. Vector này mình có thể chạy VBIT được rồi. Thu ba VBIT này, lựa chọn đường vector bạn giao đây à. Ok. Calculator. Mình có thể xem này. Thế là folder mình nó mạo quá. Đó, rất là nhanh, chuyển từ file này sang dạng vector. Giờ mình xóa đi. Hay là phần 2D. Xóa này đi. Tương tự với một cái khác hả? Vector này. Đây mình có một cái hình như thế này. Hình hoa. Lấy vector tương tự như vậy. Vector này. Ở đây thì nó chỉ có một màu trắng màu đen nhưng mình không cần phân biệt thêm đâu. Review. Đây mình lựa chọn màu trắng. Đó. Đổi cho màu trắng. Đó là ra cái đường vector. Apply. Cái hình cũ của mình xóa đi. Đó, sau khi có vector mình có thể chạy VBIT ở đây nào. Toolbar VBIT. Ok. Quét chọn. Calculator. Reset view. Đó, cái phôi mạo lên một số chỗ bị thủng. Đó, bức tranh khá đẹp. Các bạn có thể dán một lớp data sau đó sơn lên những cái đường nó đục sẵn này. Sau đó lột ra nó sẽ thành hai màu rất là đẹp. Chọn màu khác này. Đó.
Đó, ví dụ này, mình cho màu đỏ đi. Đó. Cho màu nổi đi. Rồi, ở phần mềm Aspire này có một số cái hay ho như vậy. Các bạn tự làm theo nào.